Rồi hôm nay em sẽ lên lô 10 cây máy cưa xích hàng bán Nhật ha. Em sẽ lên chi tiết từng cây. Giá có loại hơn 1 triệu cũng có nữa. Rồi cái này là Makita, loại nhỏ nhất trong các dòng máy cưa xăng. Con này chỉ có 2,5 kg thôi. Chạy lam trượt đầu Latin ha. Con này thích hợp cho mấy anh muốn điêu khắc này kia, leo trèo tỉa cành ha. Ngoại hình đẹp 95%. Nó có trợ lực đầy đủ luôn. Rồi em này là Komatsu G2501. Con này là giá nặng 2,6 kg ha. Máy đẹp 90%, có trợ lực. Cực kỳ nhỏ gọn. Em này là Hubana Thụy Điển 142 ha. Con này nồng bà bê tông là 40 ly. Ngoại hình là đẹp 98%, có trợ lực đầy đủ ha. Hàng chính hãng luôn nè, Thụy Điển giùm em. Con này hàng bãi nha. Rồi em này là Tanaka 330, con này 4 kg ha, còn xăng Nhật nổ luôn. Ngoại hình đẹp 98% giùm em, quá đẹp. Rồi em này là con Ryobi 3740, đời cao hệ 4 số nha. Full hết chức năng, máy nồng đứng nha, trợ lực nồng con này 39 ly. Rồi em này là Echo hệ lốc nhôm ha, 282, con này giá rất là rẻ nè, máy 4 kg, đẹp 90%. Rồi con này là Atin Đức 041, con này chuyên khai thác xẻ gỗ hạ gốc ha, nồng bê tông là 47 ly, máy 9 kg. Em này là Shinowa 360 ha, con này nồng đứng 40 ly, có trợ lực đầy đủ luôn. Máy lốc nhôm luôn nha mấy anh. Em này là Makita 3,5 kg nha, máy nồng đứng. Em này là Makita 280, con này mới 4 kg, tay ngắn ha. Máy đã nổ ok rồi, đang ở Tân Châu An Giang. Anh nào muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em ha. Rồi em cảm ơn.